Dạ, chủ tịch ạ. Chào cô. Cô là nhân viên trong tập đoàn tôi ạ? Dạ vâng ạ. Em mới được nhận vào làm ở bộ phận khai thác thị trường vào ngày hôm qua ạ. Vậy thì tốt. Cố gắng phấn đấu và làm việc, tập đoàn sẽ không để cô thiệt đâu. Còn nếu có khó khăn gì, cứ liên hệ với bộ phận công đoàn để được hỗ trợ. Dạ. Dạ chủ tịch. Em rất ngưỡng mộ anh. Anh là thần tượng của em đấy ạ. Em đã cố gắng nỗ lực phấn đấu để được vào làm tập đoàn ABA. Cũng chỉ muốn gặp anh thôi. Hôm nay em rất vui ạ. Cảm ơn cô. Dạ. Em đòi hỏi hơi quá. Thế nhưng mà trưa nay sau khi tan làm, em có thể mời chủ tịch một cốc cà phê được không ạ? Dạo này tập đoàn đang triển khai nhiều dự án mới nên tôi hơi bận. Dạ. Vậy bây giờ chủ tịch có thể chụp chung với em một kiểu ảnh được không ạ? Chuyện này tuyệt đối không được. Từ trước đến giờ tôi rất ngại xuất hiện trước truyền thông. Nhưng mà em chỉ chụp ảnh để lưu giữ làm kỷ niệm của riêng em thôi. Em không cho ai biết đâu ạ. Ai cũng vậy. Không thể tránh được sơ suất. Tôi chỉ đề phòng trường hợp xấu nhất thôi. Cô thông cảm. Dạ. Cô là nhân viên mới. Việc cần làm bây giờ là hoàn thành thật tốt công việc của mình. Có những chuyện khác để nói sau đi. Vậy thưa chủ tịch, nếu như mà em đạt thành tích tốt là em sẽ có cơ hội đúng không ạ? Cơ hội gì cơ? Ý là cơ hội chụp ảnh chung hoặc là mời anh cà phê ấy ạ? Cà phê thì được. Còn vấn đề là chụp ảnh, quan điểm của tôi vẫn không thay đổi. Dạ vâng, như vậy đối với em là quá đủ rồi ạ. Em cảm ơn chủ tịch. Chủ tịch đi cẩn thận ạ. Phòng tao có cửa cơ mà. Thế lên tìm tao giờ này có chuyện gì? Có gì đâu. Dạo này thành tích của tao khá là tốt. Không hiểu chủ tịch có thể đi uống cà phê cùng tao hoặc là chụp hình chung không nhỉ? Sao thế? Không cho tao cơ hội được à? Hóa ra sáng nay mày đứng nghe trộm à? Làm gì mà nói khó nghe thế? Tao tình cờ nghe được thôi. Tao tin được mày mới lạ đấy. Sao rồi? Tao thấy con bé nó được phết đấy. Mày mà đồng ý đúng kiểu trâu già gặm cỏ non nhỉ. Đây, mày cho mồm đi chơi hơi xa rồi đấy. Thôi được rồi, vào chuyện chính đây. Nói đi. Giám đốc Phú vừa tìm tao. Mày thấy dự án của công ty họ thế nào? Vậy mày nghĩ thế nào? Dự án này hơi thiếu tiềm năng. Rót vốn vào thời điểm này là không khôn ngoan đâu. Chẳng qua... Sao thế? Hay là người ta lại cho chân dài đến để nói chuyện với mày rồi? Mày thôi đi, tao đang nghiêm túc đấy. Thôi được rồi, nói đi. Giám đốc Phú nhờ ông Hiếu đến nói chuyện với tao. Mà mày thừa biết ông Hiếu có quan hệ sâu xa thế nào với tập đoàn mình rồi còn gì. Sao? Hay để tao bảo cả hai người họ đến nói chuyện với mày nhá. Không cần đâu, để tao xem lại dự án đó thế nào đã. Ok, báo cáo thế thôi, tao về làm đây. Chủ tịch ạ. Hóa ra là cô à? Chủ tịch vẫn nhớ ra em ạ. Như thế thì tốt quá rồi ạ. Có chuyện gì vậy? Dạ, em có chút hoa quả ở quê mang lên. Em yếu chủ tịch ạ. Cảm ơn cô. Nhưng mà tôi không ăn đâu. Cô nên để chia cho bạn bè hoặc đồng nghiệp cùng phòng ấy. Đồng nghiệp thì em để phần rồi ạ. Còn bạn bè... Bạn bè thì em không có. Chủ tịch cứ nhận đi ạ. Hả? Cô nói thật sao? Dạ vâng ạ. Để vào được tập đoàn AB làm, em đã phải nỗ lực rất nhiều. Hoàn cảnh nhà em cũng không được tốt lắm. Cho nên ngoài thời gian học thì em tập trung đi làm thêm. Nên là em cũng không có thời gian để chơi với ai cả. Như vậy cũng không phải hay đâu. Mỗi người nên có cho mình ít nhất một người bạn thân. Như vậy sẽ tốt hơn đấy. Dạ vâng ạ. Em sẽ cố gắng tìm cho mình một người bạn thân. À, chủ tịch nhận cho em vui ạ. Tôi cảm ơn. Thế nhưng mà lần sau không cần phải làm thế này đâu. Dạ vâng, em hiểu rồi ạ. Ừ. Chúc chủ tịch một ngày làm việc vui vẻ ạ.
Anh là ai thế? Sao lại tự nhiên như vậy? Anh là Nam, giám đốc bộ phận kế hoạch và đầu tư của tập đoàn ABA, nơi em đang làm việc. Rất vui khi được làm quen với em. Em sao thế? Vâng. Hóa ra anh chính là cái anh chàng giám đốc nổi tiếng lăng nhăng ở trong tập đoàn mình đấy ạ. Không sao đâu, tôi có người trong lòng rồi, cho nên giám đốc Nam có lăng nhăng thì tôi cũng không sợ. Em cũng thẳng thắn thật đấy chứ. Anh thông cảm, từ trước tới giờ tôi nghĩ gì nói đấy quen rồi. Thẳng thắn thế là tốt, thế nhưng trong môi trường công sở, không phải lúc nào thẳng thắn cũng là có lợi đâu. Lần sau em chú ý nhé. Vâng, cảm ơn giám đốc đã chỉ bảo. Thôi, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, tôi xin phép vào làm trước đây ạ. Ok. Chào giám đốc. Cô gái này cũng thú vị đấy chứ. Tiếc là mình không có cơ hội. Thư ký Ngọc, cô đi đâu đấy? Tôi mới học làm mấy món đồ ăn, đang định mang lên cho chủ tịch dùng thử ạ. Tôi nghỉ việc mới có mấy ngày thôi, tôi cứ nghĩ đây là tin đồn nhảm, hóa ra là sự thật à? Chị nói gì vậy? Tôi không hiểu. Một nhân viên nhỏ bé, xuất thân tầm thường, mà cũng dám tiếp cận chủ tịch. Cô không biết tự soi gương nhìn lại mình sao? Tôi ngưỡng mộ chủ tịch là việc của tôi, tại sao thư ký Ngọc lại xúc phạm tôi như vậy? Ngưỡng mộ chủ tịch ấy hả? Cô nghĩ là mình xứng đáng sao? Chị muốn thế nào đây? Quay về ngay lập tức, mang theo cái quần nợ là của cô về luôn đi. Cô nghĩ mấy cái thứ tầm thường như thế chủ tịch sẽ bận tâm à? Chị cũng chỉ là thư ký của chủ tịch thôi, tại sao mở miệng ra lại xúc phạm người khác quá đáng như vậy? Một nhân viên nhỏ bé mà cũng dám nói chuyện với tôi bằng cái giọng đó, cô muốn nghỉ việc rồi sao? Có chuyện gì mà ồn ào vậy? Chủ tịch ạ. Dạ chủ tịch ạ. Thưa chủ tịch, cô Nhiên là nhân viên mới, không lo phấn đấu làm việc, toàn đi làm mấy chuyện vô nghĩa, cho nên em chỉ đang nhắc nhở một chút thôi ạ. Như thế nào là vô nghĩa? Cô làm thư ký chủ tịch thì nên làm tốt công việc của mình thôi, quản nhiều quá không tốt đâu. Dạ em chỉ sợ chủ tịch bị làm phiền rồi ảnh hưởng đến công việc thôi ạ. Thôi được rồi, về làm việc đi. Dạ vâng, em xin phép ạ. Cô sao rồi? Có phải vừa bị cô Ngọc dọa cho sợ rồi không? Dạ không ạ. Nhưng mà em thấy chị nói cũng đúng. Em không biết là em làm như vậy có ảnh hưởng gì đến công việc của anh không ạ? Như thế nào thì bản thân tôi là người rõ nhất. Cô không cần nghĩ nhiều làm gì. Dạ vâng. Em mới học làm mấy món ăn ở trên mạng. Nếu như mà anh không cảm thấy phiền thì trưa nay mời anh dùng thử ạ. Cảm ơn cô. Lần nào cũng thế, nhận xong là bỏ đi luôn. Chẳng biết chủ tịch có để ý gì mình không nữa. Cũng muộn rồi, nếu mà mày đói thì đi ăn đi, rồi chiều về bàn tiếp. Ngồi gần tới đó làm gì? Thế mày không đi à? Tao có đồ ăn rồi. Cô giúp việc nhà mày hôm nay lại chu đáo thế cơ. Không phải cô ấy. Thôi đúng rồi, của cô bé nhân viên mới đúng không? Có vấn đề gì à? Thế này thì nguy rồi, khéo cuối năm lại mất tiền mừng ăn cưới cũng nên. Mày toàn nói vớ vẩn thôi. Tao với cô ấy chỉ có quan hệ cấp trên cấp dưới, ngoài ra không có gì cả. Cấp trên cấp dưới? Đơn giản thế thôi à? Chứ mày nghĩ sao? Thế sao trước giờ tao không thấy mày nhận đồ của cấp dưới bao giờ? Chưa có cơ hội thôi. Mày thôi đi, tao thấy thư ký Ngọc đưa cho mày đồ ăn 5 lần 7 lượt mày từ chối, rõ ràng là có tình cảm với con bé đấy còn gì. Toàn nói linh tinh thôi. Tao với cô ấy nói chuyện mỗi lần không quá 5 câu thì lấy đâu ra tình ý. Thật à? Mày đi ăn đi, nói nhiều quá. Thôi được rồi, thế để tao xuống mời Nhiên đi ăn. Hóa ra cô ấy tên Nhiên à? Mày đúng là vô tâm số 1. Người ta cho mày bao nhiêu đồ như thế rồi vẫn không biết tên người ta. Vậy mày tiếp cận cô ấy có mục đích gì? Mày thừa hiểu tính tao còn gì. Nói thật là Nhiên cũng tháo vát, giỏi giang, xinh đẹp,
Tao còn dễ thương nữa. Mày mà nói nữa, ngày mai tao sẽ bổ sung thêm điều luật cấm yêu đương nơi công sở đấy. Mày không thích người ta, thế mày cứ phải quan tâm nhiều như thế làm cái gì? Nhưng tao cũng không muốn hình ảnh của tập đoàn bị mày làm ảnh hưởng. Sao trước giờ tao không thấy mày nói chuyện này? Thôi, tao đi đây, ở nhà gặm nhấm đồ ăn một mình đi. Cái thằng này, không lẽ nó định tiếp cận cô ấy để lăng nhăng à? Cô tìm tôi có việc gì? Anh có rảnh không? Tôi muốn nói chuyện với anh một lát. Có chuyện gì cô nói đi. Có phải là anh đang định đi tìm con bé kia không? Từ khi nào cô lại có hứng thú về cuộc sống cá nhân của tôi thế? Anh nói xem, con bé kia có cái gì thú vị mà tại sao cả anh và chủ tịch đều bênh nó chằm chằm như thế? Cô là thư ký của chủ tịch tập đoàn ABA cơ mà. Trong giới doanh nghiệp, địa vị cũng không hề nhỏ. Nhiên cũng là nhân viên tập đoàn mình. Cô nên xưng hô khách sáo một chút thì hơn. Chỉ là một đứa nhân viên mới, thân phận thì thấp kém, nhan sắc có hạn. Giám đốc Nam có cần bênh vực bất chấp như thế không? Cô lại sai rồi. Tôi đang nói lý lẽ với cô, không phải bất chấp gì cả. Thôi được rồi, tôi sẽ không nói nhảm với anh nữa. Nhưng anh là bạn thân của chủ tịch thì anh nên suy nghĩ cho kỹ. Chủ tịch là người có thân phận như thế nào? Tại sao có thể qua lại với một con bé thân phận thấp kém như thế? Cô nói xong chưa? Vậy tôi đi nhé. Hôm nay nhìn em tâm trạng thế, có chuyện gì buồn à? Giám đốc Nam ạ, anh có thấy là chuyện em ngưỡng mộ chủ tịch có khiến cho chủ tịch bị làm phiền không ạ? Nếu vậy thì em quay sang ngưỡng mộ anh đi. Anh rất tốt, thế nhưng mà... Đấy, cứ sống thật với trái tim mình như thế, việc gì phải quan tâm ai nghĩ gì. Kể ra thì giám đốc Nam cũng không xấu như lời đồn. Nói gì thì nói, chắc là từ bây giờ trở đi tôi sẽ không dám làm phiền chủ tịch nữa. Anh đoán không nhầm thì thư ký Ngọc gặp em để nói chuyện rồi đúng không? Cô ta một lòng với thằng Dương, giờ thấy thằng Dương để ý em đương nhiên là khó chịu rồi. Em nghĩ nhiều làm gì. Anh nói gì cơ? Chủ tịch để ý em ấy à? Anh không biết, nhưng thằng bạn chủ tịch của anh chưa bao giờ nhận bất kỳ quà cáp của cô gái nào cả, kể cả thư ký Ngọc. Chủ tịch ạ, có chuyện gì vậy ạ? Có phải dạo này em rất thân với Nam đúng không? Dạ vâng, chẳng phải chủ tịch nói là em nên tìm cho mình một người bạn mà. Em thấy anh Nam rất tốt ạ. Chỉ vậy thôi à? Anh hỏi vậy ý là sao ạ? Anh là bạn thân của Nam, cho nên anh rất hiểu tính nó. Xưa nay rất đào hoa, em nên cẩn thận. Chủ tịch, anh đang lo lắng cho em hay sao ạ? Dù gì em cũng là nhân viên của tập đoàn, anh cũng nên quan tâm nhắc nhở chứ. Hóa ra là vậy. Được rồi, chúng ta vào thôi, sắp muộn rồi đấy. Dạ. Chủ tịch nói như thế là sao chứ? Không lẽ chủ tịch đã thích con danh đó thật rồi à? Có chuyện gì vậy? May được lắm, bạn bè chơi cùng với nhau bao nhiêu năm lại nói xấu sau lưng nhau. Hả? Mày nói gì cơ? Hồi nãy ở ngoài cổng tao nghe thấy có thằng nói tao đào hoa này nọ, không nhẽ tao nghe nhầm? Tao quân tử, không thèm chấp tiểu nhân đâu. Thế nhưng nhắc cho cái thằng hay dối lòng biết nhá, vừa nãy không chỉ tao mà cả thư ký Ngọc nghe thấy đấy. Tính tình cô ta thế nào mày cũng rõ rồi còn gì. Giờ nên làm gì thì làm đi.
Thư ký Ngọc, xem ra tôi thấy cô đúng là không coi lời cảnh cáo của tôi ra gì rồi. Chị chẳng qua cũng chỉ là thư ký của chủ tịch thôi, tại sao lại quản nhiều như vậy? Vậy mày có biết tao đã chờ đợi chủ tịch bao nhiêu năm rồi không? Cuối cùng thì chị cũng chịu nói ra lời thật lòng rồi à? Nhưng mà chị không cảm thấy là bản thân chị đang vô lý à? Rõ ràng là lúc nào chị cũng tự hào là thân phận của chị thế này thế nọ, vậy mà chị lại sợ thua một người mà chị luôn coi thường như tôi á. Mày đang nói mơ cái gì đấy? Tao mà lại phải sợ thua mày á? Vậy thì tôi cũng nói thẳng cho chị biết nhá, tôi ngưỡng mộ chủ tịch Dương đã lâu, tôi đã phải cố gắng rất nhiều để có thể vào tập đoàn ABA làm. Sau khi vào làm rồi thì tôi có tình cảm với anh ấy, tôi muốn trở thành bạn gái của anh ấy. Nếu như mà chị cũng cảm thấy như vậy thì chúng ta cạnh tranh công bằng đi. Tại sao chị cứ phải dùng quyền thế để ép người như vậy? Cạnh tranh công bằng với mày ấy hả? Tao không có nhàm chán như vậy. Tôi cảm thấy là chị đang sợ thua thì đúng hơn đấy. Con Danh, mày đang nghĩ là tao không dám làm gì mày thật đấy à? Vậy chị định làm gì? Không phải là chị định đuổi việc tôi đấy chứ? Thân phận của mấy đứa thấp hèn như mày, đuổi việc á chỉ là chuyện nhỏ thôi, nhưng mà tao có thể làm cho mày đau đớn hơn như thế đấy. Mày cứ tin tao đi. Vậy cô có tin trước lúc cô làm việc đó thì tôi đã đuổi việc cô rồi không? Chủ tịch, anh đến khi nào thế ạ? Đủ để chứng kiến tất cả. Chủ tịch, không lẽ anh đã thích con bé này rồi ạ? Nếu đúng như vậy thì sao? Chủ tịch, thân phận của anh cao quý như thế nào chứ? Sao cô ta có thể xứng đáng với anh được? Vậy cô nghĩ ai mới là người xứng đáng với tôi? Không lẽ là cô à? Như thế thì sao ạ? Xuất thân của em cao quý, trình độ của em cũng hơn người, em có chỗ nào không xứng với chủ tịch ạ? Xuất thân cao quý, trình độ hơn người mà ăn nói hành xử kiểu giang hồ chợ búa thế à? Đó là do cô ta cứng đầu, không chịu nghe lời em thôi ạ. Cô là cái gì mà bắt cô ấy phải nghe lời cô? Chủ tịch, em một lòng một dạ chờ đợi anh lâu như vậy, nhưng mà anh chưa bao giờ bận tâm. Còn nó mới vào tập đoàn chưa được bao lâu cả, thì anh lại một lòng một dạ với nó. Trong tình cảm, không có chuyện công bằng hay không, quan trọng là trái tim mình hướng đến người nào thôi. Anh quá đáng thật đấy. Tôi quá đáng như vậy nên tốt nhất cô chủ động nghỉ việc đi. Anh vừa nói sao cơ ạ? Cô hành động ngang ngược, suy nghĩ độc đoán, tác phong hoàn toàn không phù hợp để làm thư ký của tôi. Như vậy đủ rõ ràng chưa? Được, nghỉ thì nghỉ. Chủ tịch, những gì anh vừa nói là thật ạ? Sao vậy? Chẳng phải em nói em ngưỡng mộ anh, muốn làm bạn gái của anh à? Không lẽ bây giờ anh đồng ý em thấy không vui sao? Không phải ạ, chẳng qua là em hơi bất ngờ một chút thôi. Vậy bên kia có quán cà phê, chúng ta qua đây ngồi nói chuyện nhé. Sao thế? Em không đồng ý à? Dạ, em đồng ý chứ ạ.